Bon Bon TV. Đồ xấu xí. Dám thái độ với ta. Đồ xấu xí này. Cậu. Thôi bỏ đi. Dám bơ mình nữa. Zombie của mày đặt học à? Để tớ trang trí thêm cho quyển vở của cậu nha. Cậu làm cái trò như vậy. Ui, tớ lỡ tay thôi. Cậu còn gì? Cậu giận rồi à? Mai mình chơi tiếp nha. Thật quá đáng. Ủa? Thôi, kệ cậu ta đi. Wow, đồng hồ của cậu đẹp thế. Nhìn nó đặc biệt thật đấy. Đây là kỹ vật rất quan trọng bố để lại cho tớ. Zombie nhớ lại. Bố có món quà tặng con. Chiếc đồng hồ này sẽ giúp ích cho con khi gặp nguy hiểm nha. Zombie thì cần gì xem giờ nhỉ? Trả lại cho tớ. Này thì trả này. Không. Kỹ vật của tớ. Cậu thật quá đáng. Đáng đời. Đồng hồ của mình đâu rồi? Mình không thể làm mất nó được. Đó là món quà cuối cùng bố để lại cho mình mà. Chỉ còn cách này thôi. Đây, Zombie. Cậu ấy tìm được đồng hồ rồi sao? Xin ngài phù thủy, hãy tìm lại đồng hồ giúp cháu với ạ. Cháu tìm mãi mà không thấy đâu cả. Ta không có hứng, ngươi tìm người khác đi. Ôi trời. Cháu xin đây, đó là chiếc đồng hồ kỷ niệm bố tặng cho cháu. Cháu sẽ làm mọi thứ cho ngài. Bỏ tay ngươi ra. Cái gì đây? Rồi ạ, ta đồng ý. Ta sẽ giúp ngươi tìm lại chiếc đồng hồ ấy nếu ngươi kiếm cho ta một tên tay sai. Tay sai? Kiếm ở đâu ra đây? Cùng là bạn trong lớp mà hắn làm thế này mà ngươi dễ dàng bỏ qua như vậy sao? Chuyện này cháu đồng ý. Thế là giao kèo đã được đồng ý thực hiện khi cái bắt tay giữa Zombie và phù thủy diễn ra. Hồ biến. Cháu đã đưa hắn đến đúng như lời hẹn. Tốt lắm. Wow, đồng hồ của mình. Giao kèo thành công. Ngài định làm gì? Đến giờ ngươi phải dậy rồi. Đây là đâu? Chuyện gì thế này? Tên nhóc Zombie đã trao đổi ngươi lấy chiếc đồng hồ rồi. Hả? Zombie, đồng hồ. Từ giờ ngươi sẽ trở thành tay sai của ta. Xin ngài phù thủy hãy tha cho cháu. Đừng nhiều lời, mau dọn dẹp đi. Nhanh cái tay lên. Té thôi, không ở đây ta viêm phổi mất. Joker bất mãn lao dọn căn cứ cho tên phù thủy. Ồ, phù thủy không có ở đây. Mình phải chuồn thôi. Bye bye nhé. Ôi trời. Ngươi định trốn à? Cháu chỉ. Cháu sai rồi. Tại sao cho cháu? Uầy, cậu tìm được đồng hồ đâu thế? À, nay cậu ấy sao vậy? Ủa, sao nay Joker không đến lớp nhỉ? Cậu ấy lạ quá. Ngày hôm sau. Chào cậu. Sao hôm nay Joker vẫn không đi học nhở? Ai mà biết được. Mà cậu ta không đi, tớ càng được yên tĩnh. Dạo này Zombie có gì đó khác quá. Thôi, tớ học tiếp đây. Mình phải kiểm tra mới được. Không hay rồi. Cậu đã thực hiện giao kèo gì đó với phù thủy đúng không? Không. Đây chính là dấu hiệu của hắn. Cũng tại tên đó đã vứt kỹ vật của bố tớ thôi. Tớ tin rằng bố cậu cũng không muốn cậu đổi bạn bè lấy chiếc đồng hồ như vậy đâu. Tớ đi giải cứu tên đáng ghét đó thôi. Đi. Tớ cậu đi được. Thả bạn của chúng tôi ra. Thả ai?
tay cơ. Người nói cái gì vậy? Xin ngài hãy cho Joker trở về với bọn cháu ạ. Hả? Ngài tha cho cháu? Nếu muốn hắn quay trở về thì phải có một người thay hắn làm tay sai. Làm gì có chuyện vô lý đó. Chỗ của ta, luật là của ta. Cháu chấp nhận. Hắn là tên phù thủy gian xảo đấy. Mà đằng nào Joker cũng ở đây rồi. À, đừng. Mình đi thôi. Cho tớ. Ôi trời, mình bị trói rồi. Các cậu tỉnh lại. Tỉnh lại mau. Mau nghĩ cách thoát ra khỏi đây đi. Đừng khóc nữa. Chạy đi. Còn ngay đó làm gì? Nhanh lên các cậu. Các ngươi cũng giỏi gớm nhỉ. Tên phù thủy này khỏe quá. Hãy đầu hàng và làm tay sai cho ta. Tôi sắp không trụ được nữa rồi. Phải làm sao đây? Có rồi. Mình phải thử luôn. Nguồn sức mạnh tối thượng này. Không lẽ bố cậu là pháp sư? Đúng vậy. Tommy nhớ lại bố đã truyền một luồng sức mạnh vào trong chiếc đồng hồ này. Về thôi. Tình bạn là một trong những tài sản quý giá nhất mà mọi chúng ta may mắn có được. Đôi khi chúng ta không thể tránh khỏi những mâu thuẫn, giận hờn nhau. Nhưng khi chúng ta gặp khó khăn, nguy hiểm, bạn sẵn sàng giang tay giúp đỡ ta vượt qua nó. Đó mới là tình bạn chân chính. Linh Trang, Amanda sôi động. Bon Bon, mọt sách. Hoàng, soái ca. Chất kỳ, năng động. Harley Quinn. Và các diễn viên khác. Lêu, quạt mạnh lên. Nhọc quá. Nhanh lên. Gì đấy? Em nhỡ tay thôi. Làm ăn cho tử tế vào. Khát nước thế nhỉ. Amanda, lấy cho anh cốc nước đi. Anh đi mà lấy. Mà hình như con gấu bông bị rách ấy nhỉ. Thì đi mách bố mẹ thôi. Anh giỏi lắm. Nhớ con ca không đá nha. Ôi dồi ôi, mình đã đến trái đất rồi sao? Cậu là ai đây? Cậu bình tĩnh, có gì từ từ nói. Chào cậu, mình là người ngoài hành tinh. Cái gì cơ? Người ngoài hành tinh á? Cậu có muốn khám phá căn phòng bí mật của mình không? Nó ở sao hố đen này sao? Cậu ấy biến mất rồi kìa. Thật là vi diệu. Căn phòng cậu nói đây sao? Đẹp thật đấy. Wow, là một căn phòng bí mật. Nếu cậu thích, tớ tặng cậu một chiếc đấy. Cậu tặng tớ sao? Hãy sử dụng nó thật ý nghĩa nha. Tạm biệt cậu. Cậu ấy biến mất rồi. Chiếc súng này đúng là thần kỳ thật đấy. Anh Bon Bon, nước của anh này. Thôi anh hết khát rồi, em uống đi. Kìa, anh làm sao đấy? Nghi lắm nha. Mẹ ơi, còn có cái này hay lắm mẹ ạ. Nhưng mà mẹ không được nói cho Amanda biết đâu đấy. Mẹ có nghe con nói gì không đấy? Kìa mẹ. Mẹ đi chợ đây, ở nhà hai anh em chơi ngoan nha. Dạ vâng ạ. Đúng rồi. Bố ơi, con có trò vui này. Bố thấy gì không? Bố không được cho Amanda. Bố. Kìa. Bon Bon, có chuyện gì đấy con?
Chả ai chơi với mình. À đúng rồi, 11, 12, 13, 14. À, thu ra. Gì thế nhỉ? La 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 la. Bon Bon, làm cái gì mờ ám thế hả? Ây, con nhỏ hóng hớt này suốt ngày theo dõi anh làm gì thế hả? Thì làm sao? Ý kiến Lanh Phương. Làm gì đấy? Anh định bỏ nhà ra đi đấy à? Thật là ngốc nghếch. Để rồi xem. May quá, nó đi rồi. Lên đường. La 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 la. Thiên đường là đây chứ đâu. Bố ơi, mẹ ơi, mình đi chưa ạ? À? Chúng ta đi thôi. Khoan đã, anh thấy thiếu thiếu cái gì? Là Bon Bon. Thằng nhóc này lại chạy đi đâu rồi? Bon Bon ơi, anh Bon Bon. Bon Bon ơi, Thỏ Hồng là bạn mình nha. Được, rất vui được gặp cậu. Chúng mình đi chơi nha. Được thôi. Bon Bon ơi, chị cứ bình tĩnh. Hôm qua anh chị có thấy biểu hiện lạ nào của cháu không? Cháu nó vẫn bình thường anh ạ. À, hôm qua con thấy anh Bon Bon chuẩn bị một túi to đùng để chuẩn bị đi bụi. Ôi con tôi. Anh chị cứ bình tĩnh, trước tiên phải tìm cho bé đã. Chúng ta đi tìm thôi. Mọi người có thấy không? Không thấy gì cả. Con ơi, Bon Bon, anh đang ở đâu? Chúng ta chia nhau đi tìm tiếp. Bon Bon ơi, con ơi. Ai da, về nhà thôi. Ơ, sao lại thế này? Có khi nào mình bị mắc kẹt trong này luôn không? Ôi, bố, mẹ, Amanda, con muốn về nhà. Sao cậu vẫn còn ở đây? Cậu có biết bố mẹ cậu đang lo lắng cho cậu lắm không hả? Anh Bon Bon, anh ở đâu, về với em đi. Bon Bon ơi, con đang ở đâu? Bon Bon. Con ơi, con đang ở đâu? Mẹ, con ơi. Bố mẹ, em gái, tớ biết lỗi rồi, cậu cho tớ về nhà với bố mẹ đi. Tớ xin gửi lại cây súng này, tạm biệt cậu nhé. Bon Bon ơi. Mẹ. Mẹ ơi. Bon Bon. Mẹ ơi. Con đi đâu thế hả? Con có biết mọi người lo lắng cho con như thế nào không? Con anh đi đâu để em với bố mẹ tìm mãi? Con mới chả cái. Con xin lỗi bố mẹ, con không nghĩ mọi việc là như thế này. Con về là tốt rồi. Lần sau đi đâu thì nhớ bảo bố mẹ nhé. Vâng ạ. Thôi cả nhà mình đi dự tiệc nào. Yeah. Tránh ra. Có giỏi thì đuổi kịp đi. À, ui da. Mình đi trước nha. Đứng lại. Chạy này. À, ui da, đau quá, đau quá. Em còn sao chứ chắc kỳ. Thầy ơi, có bạn chơi xấu bắn vào mông em. Sao lại thế này? Chính là bạn Bobby đã bắn em. Không phải em mà. Chúc mừng bạn Cathy giành được điểm 10 đầu tiên nào. Thưa thầy, cậu ta gian lận. Không phải đâu ạ. Cậu có bằng chứng không? Thôi nào, các em về nghỉ ngơi sớm đi. Giải tán. Đoạn gian, công bằng ở đâu chứ? Ông ăn gian thì có. Bọn nhóc này vẫn cãi nhau, phải cho chúng một bài học mới được. Nhìn kìa. Cái gì vậy nhỉ?
là một tấm bản đồ. Bản đồ kho báu ư? Hành động thôi. Ai thèm hành động với ông chứ. Nhanh lên, nhanh lên. Đợi tôi với. Theo nhiều năm kinh nghiệm thì chắc chắn là hướng này đúng là làm màu. Cẩn thận lạc cả lũ đấy. Ông nói cái gì? Có giỏi thì đi tìm đi. Sợ gì? Lối này, đi thôi. Đây là nơi quái quỷ gì thế này? Nhanh lên nào, lề mề thế không biết. Ở đây tối quá. Hình như có ma, có ma, có ma. Ôi là nước ơi, ma. Ê, ê. Cậu có xuống này không thì bảo. Gì vậy trời? Đúng là cái đồ nhát gan. Làm gì có ma nào ở đâu? Có mà. Ôi trời đất ơi. Mau đi hướng này. Hey, nhanh lên nào. Chúng ta sắp đến nơi rồi. Đây rồi. Có nhầm không đó? Đây mà là kho báu á. Không chắc nữa. Nhìn hơi phèn. Liệu có đúng là kho báu không ta? Đúng hay không mở ra là rõ. À! Nhìn đây, hết cả hồn. Đồ đáng chết. Đau, đau. Stop. Xem nào, có thể đây chính là đích đến của chúng ta. Đi thôi. Lối này. Không phải, lối này mới đúng. Đến rồi. Hả? Đến đây là hết rồi. Đây là đâu thế này? Chúng ta phải làm gì tiếp theo bây giờ? Chắc chắn phải có cách. Ôi mệt quá đi mất. Hay rồi. Hả? Tớ đã tìm thấy lối ra. Tốt quá. Chắc khi đằng sau. Đằng sau. Gì? Gì vậy? Chạy đi, mau lên. Ôi không, chắc kì. Không được, tôi không thể bỏ mặc ông được. Chạy đi, tôi sẽ giữ chân nó. Nhện, nhện. Chạy đi, mau lên. Mau lên. Không, nhện. Đừng, đừng mà. Đã là bạn bè thì phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Chúng ta phải cứu cậu ấy. Các cậu lên thôi. Xông lên. Bỏ quỷ ra. Bỏ quỷ ra. Dám đánh bạn nhện của tao này. Đồ xấu xa. Cút đi. Cút đi. Dừng lại. Dừng lại. Ui da. Đồ xấu xa, để bắt nạt bạn ta này. Dừng lại ngay. Giọng nói này. Đừng đánh nữa, là thầy đây mà. Sao, có lẽ là thầy. Thầy không sao chứ. Sao thầy lại nghĩ ra cái trò đùa kinh khủng thế không biết. Thầy muốn các em hiểu rằng tinh thần đồng đội quan trọng đến như thế nào. Đừng vì mâu thuẫn nhỏ mà mất đi những người bạn đáng quý. Nhện, cho mình xin lỗi nha. Cũng do mình háo thắng quá. Không sao, tớ không để bụng đâu. Vậy là tốt quá rồi. Ôi, thầy ơi, cấp cứu, cấp cứu. Buồn quá đi. Tôi đã quá sai khi lấy anh. Tôi chịu hết nổi rồi, chúng ta chia tay đi. Sao hai người ấy lại bỏ nhau cơ chứ? Không chịu đâu hả? Ui da. Con mẹ. Ôi. Em bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói. Tôi hết chịu nổi anh rồi. Anh xem, anh đi đâu cũng cắm mặt
bao điện thoại. Thế thì lần sau cô tự đi mà mua. Tôi đã quá sai khi lấy anh mà. Tôi sẽ đi khỏi nhà này cho anh xem. Cô có giỏi thì đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Được. Bố mẹ cũng thế à? Cô nghĩ tôi sợ cô chắc. Kết thúc tại đây đi. Amanda, đi theo mẹ. Mẹ ơi, con không đi đâu. Mẹ, Amanda. Kìa mẹ, bố. Mẹ đi rồi kìa bố. Được lắm, xem anh cứng đầu đến bao giờ. Đi, con không muốn đi. Cô có giỏi thì đi luôn đi. Bố cái gì mà bố. Hai, hai, ba, bốn, năm, sáu. Cháu chào bà. Con chào mẹ. Mẹ cháu làm sao thế? Ba không biết đâu, vừa nãy bố mẹ cháu. Thôi chết, thế cờ à. Ngày hôm sau. Đúng rồi, phải thế chứ, bịp bịp ngon quá. Vâng vâng, để tôi xem lại rồi gọi cho cô sau. Ôi trời đất ơi, cứu tôi. Bon Bon. À, bố về. Bố về, bố về. Bố ơi, con đói quá à. Con đói, con đói, con đói. Con đói, con muốn ăn cơ. Muốn ăn thì dọn nhà đi đã. Vâng ạ. Nhà mới chẳng cửa, bừa bộn thế là cùng. Cho hết rác vào trong túi cho bố. Nhanh cái tay lên nào. Đã đói thì cho lại còn phải đi dọn nhà. Đói quá đi. Đúng là việc gì cũng vất vả mà. Một tiếng sau. Cuối cùng cũng xong. Ôi, mệt quá đi mất. Cái gì thế này? Lại phải dọn nữa sao? Hay ước gì có mẹ ở đây. Không được kêu ca, vào làm nhanh lên. Bố để con rửa cho. La 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 la. Tập trung làm đi. Đúng là nhà có mẹ thì bẩn hơn. Cái gì? Lại nhắc đến mẹ. Có rửa nhanh lên không? Ăn tới, ăn tới. Trứng chiên ngon lắm đấy. Trứng bóng đè mà bố. Bố làm hết hơi cho con đấy. Ăn đi, ăn đi. Thấy chưa, ngon không? Con muốn ăn gà chiên vàng giòn mẹ làm cơ. Của bố ngon như này mà còn chê à? Mẹ làm sao thế nhỉ? Có rồi, có rồi. Là tin nhắn tổng đài. Vẫn không thèm nhắn tin cho mình. Chết tiệt. Thật là chán quá đi. Ngày xưa, ở một khu rừng nọ, có một con sói. Alo, anh Bon Bon đây. Ừ, anh chưa ngủ. Thôi chết, mình ngủ quên. Thằng bé ngủ rồi à. Bà ngồi yên nha. Được, được. Cháu bà mà đã ra tay thì gạo sẽ ra cám luôn. Bà bắt đầu diễn nha. Y thật luôn. Mẹ ơi, mẹ ơi, bà ngoại bị ngất rồi. Ý. Good job. Ôi giời ạ, nhanh lên, không ổn rồi. Bố con mình phải sang nhà bà ngoại luôn. Nhanh nhanh lên con. Mẹ, mẹ sao rồi? Mẹ, anh mà gọi cấp cứu đi, nhanh lên. Khoan đã.
Mẹ! Đừng gọi, đỡ mẹ dậy. Các con này. Mẹ! Mẹ không sao, cả hai đứa cùng đến, mẹ vui quá, mẹ tỉnh rồi. Yeah, bà ngoại tỉnh lại rồi. Bà ngoại khỏe rồi, vui quá. Cả nhà vui vẻ là mẹ mừng rồi. Chúc mừng sinh nhật mẹ. Hả? Thế là thế nào? Chúng con muốn tổ chức cho mẹ một sinh nhật thật bất ngờ và đáng nhớ. Chúc mừng sinh nhật mẹ. Chúng con cứ tưởng bố mẹ ly hôn rồi con. Đá đi. Hey. À, các người. À, không phải em. À, nhện đỏ đâu rồi? Sao cứ mỗi mình tôi thế này? Hôm nay em tỉnh số rồi. Không phải em. Ôi đáng sợ quá. Hả? Gì thế này? Truy tìm khủng long hả? Này mọi người ơi, truy tìm khủng long. Đúng vậy, truy tìm khủng long. Khủng long ở đây á? Tôi chẳng tin có khủng long đâu. Khủng long tuyệt chủng từ lâu rồi, không thử tìm làm sao biết. Kệ anh, thử thách 6 ngày 6 đêm đi tìm khủng long. Let's go. Yeah. Sao vẫn chưa thấy dấu vết gì của khủng long vậy? À, để với. Hình như có chuyện gì đó. Tìm thấy khủng long rồi à, Amanda? Chưa. Đi đứng kiểu gì mà dẫm vào bẫy chuột thế kia? Đã thấy động tĩnh gì chưa? Mãi mà vẫn chưa thấy bóng dáng con nào nhỉ? Khủng long này trốn hơi bị kỹ. Bớ làn nước ơi, rắn. Ui da, đàn ông đàn an, có con rắn thôi mà cũng sợ. Lại làm sao nữa? Rắn. Đồ chết nhát. À, rắn. Chồng có chán không cơ chứ? Công việc gì lại không đến tay mình? Rắn. Đây là con rắn giả mà. À, rắn giả. Xem nào. Làm mình hết cả hồn. Đây là đâu thế này? Chỗ này tối quá. Nhanh lên nào các anh. Bất ngờ chứ ông già. Nào, khoan đã. Đi tìm khủng long tiếp thôi, sắp tối rồi. Hả? Đồ mất rồi. Mau đi tìm tiếp thôi. À, đây một con nữa này. Yeah, mau đi tìm tiếp thôi. Ở kia kìa. Nhện đỏ, con này to chưa kìa. Xinh quá đê. Các anh, cho em tìm cùng với. Một chú khủng long màu xanh nữa này. Yes. Được hai con rồi. Em thấy một con màu cam này. Đây nữa. Yeah, nhiều khủng long quá đi. Các anh đưa đây em giữ hộ cho. Vừa bộ sưu tập khủng long luôn. Cái đồ tham lam. Về nhớ phải chia lại đấy. Đi tìm tiếp thôi. Các anh, để em với. Ui da, đau quá. Đứng lên nào. Ông. Xin lỗi người anh em, nhưng tôi thấy một thứ. Biển chỉ dẫn rẽ trái. Kỳ vậy ta? Chẳng nhẽ đây là tín hiệu đến chỗ khủng long thật. Khủng long cái đầu ông. Nhìn thấy hướng mũi tên kia kìa. Đấy là biển chỉ dẫn đến nhà vệ sinh đó bố ạ. Nhìn bản đồ đi. Đây mới là điểm cuối cùng cần đến. Nhanh chân lên mọi người ơi. Đi thôi. Ở đây hoang vắng thế này. Bình tĩnh. Lối này. Hay là đi về đi. Cố lên, sắp đến đích rồi. Đi. Nhưng mà em sợ lắm. Hả? Gì thế này? Một chiếc rương ư?
Mọi người ơi, quay lại đây mà xem nè. Nhìn kìa, chính nó. Mở ra, mở ra. Úi, trời quá. À, khủng long, chạy mau. Chạy nhanh lên. À, cứu tôi. Nhanh lên, nhanh lên. Mau, mau trốn vào đây. Ôi trời đất ơi, mệt quá đi mất. Không thấy khủng long kia đâu cả. Chắc nó không đuổi kịp nữa đâu. Mệt quá rồi. À, các người không xong rồi. Khủng long ơi, chúng cháu không làm gì hết. Chúng cháu gầy lắm, không giòn đâu. Giòn hay không giòn thì phải thử mới biết. À, ủa, khủng long bị làm sao nhỉ? Ngươi đã bị bắt. Không, thả ta ra, thả ta ra. Ai, ai, ai? Là cảnh sát. Thả ta ra, thả ta ra. Mấy đứa có sao không? Sao mấy đứa lại đi vào nơi hoang vu hẻo lánh thế này? Bọn cháu thấy bản đồ khủng long nên mới đi vào đây đấy. Khủng long tuyệt chủng lâu rồi, đó chỉ là trò lừa gạt. Các cháu làm gì nhớ phải cẩn thận đó. Vâng ạ. Mấy đứa ở đâu? Cô đưa về. Kia ạ. Yeah. Trường Trung học LT. Sao đỏ. Chào bạn nhện. Chào cậu Poppy. Chào cậu. Buổi sáng vui vẻ nhé. Xem có gì khả nghi không nào. Ôi dồi ôi, cái gì thế này? Vỏ kẹo đâu ra mà lắm thế? Hóa ra là cậu. Sao đỏ. Mọi người ơi, sao đỏ. Sao đỏ, sao đỏ đây. Cất đi, cất đi. Quy định của nhà trường là từ giờ không được mang kẹo đến lớp. Hả? Cái gì? Sao lại vậy chứ? Trước có như thế đâu mà giờ lại ra quy định đấy. Có biết ăn kẹo nhiều thì sẽ bị làm sao không? Không biết. À, lúc đó mọi người sẽ bị sâu răng và... Không, bỏ tớ ra. Không được. Thả tớ ra. Bác sĩ. Răng cháu bị sâu hết rồi nên cần phải nhổ bỏ. Không, không. À. May mà răng mình vẫn chưa bị sâu cái nào. Ôi, nghe mà nổi cái da gà. Đáng sợ quá. Vì thế từ nay tớ sẽ thu hết kẹo nếu ai mang đến lớp nhé. Tạm biệt mọi người. Lát về chúng ta đi đâu chơi đi. Đây, cậu cứ kiểm tra đi. Được rồi. Tớ sẽ giấu kẹo mang vào lớp. Tớ cũng thế, tớ cũng vậy. Ai mà tin sao đỏ chứ. Đúng rồi, răng tớ chắc lắm, không sâu được đâu. Chúng mình đã có cách. Khoan. Ơ, bạn nhận đấy à? Cậu có vẻ vội vã đấy. Trong cặp có gì không đấy? Ờ, có gì đâu. Đưa đây. Không, là cặp sách của cậu. Đáng sợ quá. Tớ được, tớ được. Kẹo của mình. Đừng mà. Vào đi. Amanda mang kẹo đến lớp. Trừ điểm. Tớ là một người rất tuân thủ nội quy đấy. Tốt lắm. Tớ vào nhé. Khoan đã. Chuyện gì nữa? Biết ngay mà. Đây là gì? Thì... Tức quá, suýt thì quá được rồi. David, trừ điểm. Nhện đỏ à, tớ không ăn kẹo nữa. Vậy ăn hoa quả có được không? Được. Cảm ơn cậu nhé. Tức quá, suýt nữa thì mang được kẹo vào rồi. Tớ thèm ăn kẹo quá. Đây. Sao cậu mang được dứa vào đây thế này? Chuyện này là thế nào? Tớ muốn ăn kẹo cơ. Hai người cứ nhìn kỹ lại đi. Có thấy khác biệt gì đâu nhỉ? Tèn tèn. Wow, có thế mà cũng nghĩ ra được. Ăn thôi. Quá tuyệt vời luôn. Các cậu phải cảm thấy may mắn khi có một người bạn như tớ đấy. Hả? Nhìn đỏ, nhìn đỏ. Chào cậu nha. Hình như không đúng, có mùi kẹo. Tớ không biết gì hết nha. Không phải cậu. Amanda.
Nụ hôn đầu đời của mình. Các cậu thật không thể tin nổi. Không, không như các cậu nghĩ đâu. Các tớ nhầm thôi, chào các cậu nha. May mà có nhện đen mà chúng ta thoát nạn. Kinh quá. Nào, nhanh lên. Cái gì đây? Hôm nay là lễ hội trồng cây mà. Chúng tớ mang một cây đến để trường thêm xanh. Lễ hội trồng cây á? Nghe lạ nhỉ. Cây này có quả xanh, quả đỏ, quả vàng thế này. À, quả non thì màu xanh, quả ung thì màu vàng, quả chín thì màu đỏ đấy. Nghe cũng hợp lý đó. Các cậu đi vào đi. Đi, vào thôi. Chào sao đỏ. Tay cậu cầm cái gì đấy? Tớ mang bằng dính để đi dán đồ ấy mà. Cậu xem đi. Thôi, cậu vào đi. Cảm ơn cậu nha. Đến rồi đây. Yeah. Kế hoạch của cậu thật là hay. Ai mà ngờ được, đây là kẹo cơ chứ. Còn đây là kẹo cao su đó. Đúng là vỏ quýt dày thì phải có móng tay nhỏ mà. Ngon quá. Amanda này. Cho tớ đi. Để biết cầm lấy. Wow. Ôi chua gà má ơi, nó ngon. Được đấy. Có người. Thôi em nín đi. Em đau quá cô ơi. Chuyện gì thế nhỉ? Nhện đen bị sâu răng vì ăn quá nhiều kẹo. Nên bây giờ bác sĩ sẽ kiểm tra răng của tất cả các bạn. Cái gì? Kiểm tra răng á? Nào các em, bây giờ cô sẽ khám cho từng bạn một. Không. Em bây giờ các em há to miệng ra nào. Không ổn rồi. Cái gì vậy ạ? Các em đọc đi. Răng của các em có dấu hiệu bị sâu rồi. Bị sâu? Sâu ấy ạ? Các em đừng ăn nhiều kẹo nữa. Thay vào đó là ăn hoa quả. Và đừng quên là phải đánh răng đầy đủ đấy nhé. Dạ vâng ạ. Nhện đỏ, bọn tớ không dám ăn kẹo nữa đâu. Các cậu biết được là tốt rồi. Từ giờ chúng ta sẽ ăn hoa quả nhé. Yahoo, hoa quả muôn năm. Xin chào mọi người, lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ làm một trò ảo thuật siêu cấp vũ trụ luôn. Chém đấy mọi người. Anh tránh ra. Và bây giờ màn ảo thuật nến cháy trong nước xin được phép bắt đầu. Trước tiên phải dùng một chiếc que để đốt nến lên đã. Xong rồi. Hãy xem điều bất ngờ xảy ra nhé. Các bạn có thấy mình giỏi không? Các bạn có thấy màn ảo thuật có hay không ạ? Sự thật là đây đó mọi người. Làm sao mà qua nổi đôi mắt bồ câu của anh. Xin lỗi mọi người. Hẹn mọi người livestream buổi khác nhé. Anh biết tay em. Lê leo. Đồ trai trẻ. Sao tự nhiên lại tối ôm thế này? Bố ơi, đáng sợ quá. Hả? Sao cửa lại bị khóa thế này? Bố ơi, em gái ơi. Nhện đỏ. Ta là ông ba bị đến bắt những đứa trẻ không ngoan đây. Cháu ngoan mà, chỉ trừ những lúc cháu không ngoan thôi. Bất ngờ chưa ông già? Đừng nhắc nghe thở đế. Dám trêu anh à? Kèm biết tay này. Tưởng em sợ anh chắc. Ôi da. Em để em đây. Được lắm. Đứng lại đó. Hôm nay anh mày phải dạy cho mày một bài học. Mệt quá đi mất. Hết sức chạy rồi phải không? Đỡ đòn đi. Thôi xong rồi. Vỡ bể cái của bố rồi. Mình phải chuồn trước mới được.
Em đứng đây đó. Em làm vợ đấy, anh làm vợ chứ. Em định đi đâu? Đã bảo là không phải tại em rồi. Tại em? Không, tại anh đấy, tại anh. Làm vợ bé cá thế này, bố về thì đánh đòn cả hai đứa. Bố mà đánh đòn thì... Con với chả cái. Bố mới vừa ra ngoài một tí mà đã làm vỡ bể rồi. À, đau quá bố ơi. Bố ơi, con biết lỗi rồi. Đau quá đi mất. Thôi, đừng nói nữa. Vì tương lai của cái mông mà chúng ta phải đoàn kết, tìm cách giải quyết hậu quả trước khi bố về. Làm thế nào bây giờ? À, anh có cách rồi này. Bây giờ anh em mình cứ làm như thế đã. Hy vọng bố sẽ không giận. À, được đó. Đoàn kết, đoàn kết, yeah. Đi nào. Chỗ này đủ rồi. À, anh ơi, em tìm thấy một cái bình nước này. Em xin lỗi, em không biết bên trong còn nước. Đầu tiên phải làm cái kệ đã. Giờ đặt bình nước vào đây. Sau đó trang trí vào bên trong mình. Rồi bỏ thêm sỏi vào nữa. Cuối cùng là cho nước vào. Nào, và cho em cá vào đây nha. Wow, đẹp quá. Cuối cùng đã xong rồi, yeah. Nhưng mà anh ơi, em vẫn sợ bố lắm. Yên tâm, đợi bố về xem thế nào đã. Bố, hai đứa này hôm nay sao lạ thế nhỉ? Bố ơi, chúng con xin lỗi bố. Do một phút sơ suất, chúng con đã làm vỡ bể cá của bố. Cái gì? Vỡ bể cá của bố à? Hai đứa mau ra đây. Bọn con làm lại bể cá cho bố rồi. Bể cá mới à? Hai đứa cùng làm đấy à? Có đúng là cái bể cá này hai đứa làm không? Là bọn con làm mà. Vì hai đứa cùng làm nên bố rất thích. Sao cứ thế mà phát huy nha. Thật không bố? Yeah, vui quá. Cái bể cá này công nhận độc đáo thật đấy các con. Thứ hai là ngày đầu tuần, bé luôn cố gắng chăm ngoan. Thứ ba, thứ tư, thứ năm. Ôi da. Chuyện gì vậy? Ướt hết quần áo của mình rồi. Cậu lao đi này. Tôi xin lỗi cậu, cậu có sao không? Không sao, vậy tớ đi đây. Học sinh mới à? Quần áo ướt hết rồi sao? Chào cậu, để tớ giúp cậu. Wow, quần áo khô hết rồi này. Cậu là số 1 luôn. Gió, gió ở đâu mà to thế nhỉ? Gió ở đây chứ đâu. Thấy khả năng của tớ thế nào? Ôi! Trông cậu mắc cười thế. Tóc nữa kìa, nhìn đi. Không! Để tớ giúp cho. Đúng là ngôi trường phép thuật mà. Sao lớp học tôi ôm vậy nhỉ? Lớp học nguyên tố. Bất ngờ chưa? Chào mừng học sinh mới đến với lớp học siêu năng lực. Wow, cậu giỏi quá. Hả? Gáy lên nào. Cậu siêu quá. Tiếng gì ấy nhỉ? Cái đồ lười biếng suốt ngày chỉ ngủ thôi. Vào việc thôi chứ còn gì nữa. Tớ đã chuẩn bị xong rồi đây. Nhìn buồn cười quá. Bây giờ đến lượt tớ. Biến nào. Yeah, tuyệt quá. Mưa to quá. Có chuyện gì vậy? Nhìn cậu ấy kìa. Cậu hãy nhìn đi. Ôi không, mặt của mình. Liêu liêu, đồ sâu ngủ lười biếng. Các cậu chán sống rồi đúng không? Cậu ấy tức rồi, chạy thôi.
cho các cậu biết thế nào là lấy đồ. Hả? Cái gì thế này? Thì giá bị biến thành công chúa bong bóng rồi. Chạy thôi. Các em, làm thế nào để ra ngoài bây giờ? Em xin lỗi thầy, em không biết làm thế nào để trở lại. Quay không, giúp tôi với. Ngày hôm sau, làm sao để lấy được bây giờ? Amanda đang có chuyện gì kìa? Này Amanda, mới sáng sớm cậu đã nhảy tưng tưng ở đây vậy? Bóng của tớ cao thế. Các cậu nghĩ cách giúp tớ đi. À, cứ để tớ lo. Cảm ơn cậu nhé. Hãy xem sức mạnh của khí ra tay đây. Ôi trời ơi, thúi thế. Xin lỗi, sáng nay tớ hơi ăn nhiều. Này thì ăn nhiều này. Tao đi bóng xuống đi. Xuống đây. Ôi 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 ôi, đau quá. Ảo thật đây, để tớ biến hình nào. Tuyệt vời, ông mặt trời. Bóng của cậu đây. Vào đến trường thôi, không muộn giờ. Hả? Nắp vào nào các cậu. May quá, không có ai ở đây. Chuyện gì vậy? Đó là ai? Ai vừa mới đột nhập vào phòng hiệu trưởng vậy? Trộm. Trộm sao? Có trộm. Nói bé thôi, nói to trộm nó chạy mất bây giờ. Lại đây tớ bảo này, bây giờ chúng ta phải làm thế này để bắt trộm, các cậu đồng ý không? Được, được đó. Xong rồi. Bé thôi, để tớ ra tay nha. Chết này, chết này. Gì thế này? Là ma trời sao? Ôi da, ôi tóc của tôi nóng quá. Thành công rồi. Đến lượt của khí rồi. Chuyện gì nữa vậy? Động đất à. Vẫn chưa hết đâu. Không phải động đất đâu, đây mới là động đất này. lại chuyện gì nữa đây? Ui. Được tin trộm rồi các cậu ơi. Hoan hô. Các em, là thầy đây mà. Thầy giáo. Chính là thầy. Là thầy. Sao tên trộm xấu xa lại là thầy giáo vậy thầy? Là thầy, thầy thật mà. Nhưng sao thầy giáo lại bị hói thế này? Ông chính là tên trộm giả mạo. Thầy giáo của bọn tôi đâu? Đúng thế, thầy giáo của bọn tôi đâu rồi? Chờ thầy tí. Ông ấy đang làm gì vậy nhỉ? Sao, bây giờ đã chuẩn là thầy của các em chưa? Wow, có thế mà thầy cũng nghĩ ra à? Tôi chỉ định quay lại lấy bộ tóc giả thôi. Quay đi quay lại có tí mà đã biến thành trộm rồi. Thầy yên tâm, bọn em sẽ giữ bí mật này suốt đời. Nhớ đi nha, hứa là uy tín luôn thầy. Không biết chị Lửa đang làm gì nhỉ? Ý em là... Hả, chính là nó đó. Em được mấy điểm vậy? Chắc chắn là cao hơn chị rồi. Hóa ra cũng như nhau. Không thể giữ nó lại được. Đã thủ tiêu xong. Xem em đây. Cũng rất gì là này nọ nha. Chết nhầm. Sợ quá. Yeah. Ôi không.
Bố ơi, bố tha cho bọn con đi ạ. À, chào quân bố ơi. À, cái bụng của tôi. À, thật đúng là. Thèm quá đi mất chị ơi. Nhìn đây, phải để kính vào đã. Giờ thì đến lúc sử dụng năng lực rồi. Không biết là có được không nhỉ? 1, 2, 3. Nhìn đây. Ngon quá. Ơ, mình cũng muốn ăn kem nè. Ngon quá. Kem xin một miếng đi mà. Muốn ăn thì phải lăn vào bếp với em gái. Chị ấy thật là quá đáng. Phải kiềm chế, phải kiềm chế. Đi lấy cốc nước nào. À, đúng rồi. La 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 la. À, lạnh quá. Sao bác bỗng hồ lại đóng băng thế này? Ai bảo không cho mình ăn cơ? Hãy xem em đây, chị chịu thua đi. Ơ, à. Trời ơi, đẹp trai quá, xứng đáng có mọi người yêu. Úi giời, quá khen. Xin chào các cậu. Chàng nhìn đang đẹp trai nha. Các cậu ấy dễ mến ghê. Đây là bạn mới của lớp chúng ta. Em mau ngồi xuống kia đi. Cậu mau lại đây ngồi đi. Mình có cách. Ghế ơi, nóng lên nào. Ôi da, nóng quá đi mất. Bỗng mất bông tớ rồi. Thầy ơi, em nóng quá. Nóng á? Vậy em xuống bàn dưới ngồi đi. Dạ vâng ạ. Cậu ngồi đi. Cảm ơn cậu nha. Cậu cần gì giúp thì cứ hỏi tới nha. Chị được lắm. Ôi sao tự nhiên lại lạnh thế nhỉ? Nhện đen vẫn chưa đến sao? Để đây đã. Tí nữa nhện đen đến, chắc cậu ấy sẽ thích lắm đây. À, ngon quá. Nè, cậu ăn nữa đi. Sao tự nhiên cậu ấy lại nhìn mình như vậy? Đây. Ủa, ai vậy nhỉ? Khoan đã. À, túi snack của mình đâu rồi? Đây nè chị Lửa ơi. Không được. Ngon quá đi mất. Em quá đáng lắm rồi đấy. Yeah. Hôm nay chị phải cho em biết tay. Yeah. Chị nằm bơ đi. Còn lâu em mới sợ nhé. Đừng đánh nhau nữa. Cầm. Dừng lại. Hả? Ôi không. Cậu không ngờ các cậu lại như vậy. Không, không phải thế đâu. Nhện đen, đợi tôi với. Nhện đen giận mình rồi. Wow. Sao chị ấy lại không giận mình nhỉ? Snack chị thích này. Nè nè nè. Phải làm thế nào để nhện đen hết giận bây giờ? Chị ăn cơm đi. Kìa chị, ăn cơm đi chứ. Đây
là giấy mà. Phải làm sao để chị ấy trở lại bình thường được nhỉ? Đi với em nhanh lên. Đi đâu? Nhìn ơi. Thôi đi về đi, chị không vào đâu. Không phải chị muốn xin lỗi Nhìn Đen à? Có, nhưng mà... Cứu. Có ai không? Cứu với. Mau cút đi. Không được làm hại bà của ta. Ôi, may quá. Cảm ơn hai cậu nhé. Hai cậu tới nhà tớ làm gì vậy? Kìa, tớ muốn xin lỗi chuyện lần trước. Cậu tha lỗi cho tớ nha. À, tớ không để ý chuyện đó đâu. Ơ, sao lại có tuyết rơi vậy nhỉ? Rơi nữa nào, nữa nào. Ngon thế nhở. Bước tới đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây chen lá, lá chen hoa, lơm khơm dưới núi tiêu vài chú. Nè, đứa nào chơi ngu thế hả? Nhìn đó, em dám ngủ gật trong lớp à? Dạ không, đấy là em đang thiền ạ. À. Nghe nó nói gì các cậu? Thôi ngay, ra góc lớp nghe cho tôi. Hả? Thôi tiêu rồi. Đã ăn vụng lại còn không biết cười mép. Đi xuống cuối lớp cho tôi. Cậu kia, trật tự đi. Ui da. Ủa, rảnh quá mà ăn đòn hả Nhìn Đen? Chết nè, chết nè. Quá đáng rồi đó nha. Toàn tôi rồi. Các em học không học, chỉ có chơi là giỏi thôi. Hôm nay tôi phải đưa ra một hình phạt rất kinh khủng để các em chừa. Bọn em. Hả? Ui. Cuối cùng cũng được gặp rồi. Yeah, tuyệt vời. Ủa, gì vậy? À, quên mất. Thôi hết giờ rồi, các em mau về nhà đi. Hôm nay thầy tha, sao thì liệu hồn đó. Sao thầy hôm nay ra vẻ quá ha. Ê, nhìn kìa, cháu cầm lấy. Dạ thôi cô ơi, cháu không dám cầm đâu ạ. Cứ cầm lấy, cô đã bảo cầm lấy rồi mà cái thằng này. Nhưng mà có gì đấy mờ ám ở đây, hình như cô ta đang bắt bạn nhỏ làm chuyện gì đó. Nè, úi giời ơi, bé cái mồm lại, ở đằng kia có kẻ xấu kìa. Thôi cháu đi đi. Cô ta chuẩn bị đi rồi kìa. Cô ta đi đâu rồi? Ờ, thầy kìa. Mình hồi hộp quá. Nhìn thầy đáng nghi ghê. One hour later. Sao mãi mà không thấy người đâu nhỉ? Bao nhiêu lâu rồi? Sao thầy vẫn còn đứng đó nhỉ? Này thầy ngủ này. Đó. Đứa nào nghịch thế hả? Cậu làm cái gì vậy hả? Các cậu sống đời sống của heo hả? Chỉ suốt ngày ngủ, ngủ với ngủ thôi. Hả? Anh David. Em đến rồi đây. Ơn giời, quấy đến đây rồi. Tặng em này. Dạ em cảm ơn. Không có gì. Anh đợi em có lâu không? Anh đợi em cả đời còn được mà. Đó chẳng phải là cô gái xấu xa vừa nãy sao? Đúng là cô ta rồi. Thầy giáo bị cô ta lừa rồi. Không thể như thế được. Chúng ta phải giúp thầy. Nhìn anh đây. Em chọn bên nào? Ta da. Ấm mà là hồ biên. Anh tặng trái tim bé nhỏ của anh. Wow. Ê, thầy đến rồi kìa. Ui da. Thầy, thầy có sao không ạ? À? Em xin lỗi, để em đỡ thầy dậy ạ. À. Lần sau đi cẩn thận vào nhé. Dạ, đâu có thầy đây ạ. À. Tụi mình thành công rồi. Anh đến rồi này. Tặng em đó. Chuyện hay đến rồi đây. Em cảm ơn ạ. À. Hả? À!
lại kế hoạch rồi, bực quá đi mất. Em anh cái gì vậy Amanda? Em xin lỗi, em đi đây ạ. Anh cẩn thận. Phải làm thôi. Chinh đồng ý làm vợ anh nhé. Em phải chịu trách nhiệm với cuộc đời anh. Dạ vâng. Khoan đã thầy ơi, thầy phải suy nghĩ thật kỹ vào. Cô ta lừa thầy đó. Chính mắt em nhìn thấy cô ấy làm điều xấu. Amanda liền thuật lại toàn bộ những gì mình và hội bạn đã chứng kiến cho thầy David nghe. Các con hiểu lầm rồi, mọi chuyện không như thế đâu. Cô, con hãy cầm số tiền này về chữa bệnh cho mẹ đi. Dạ con cảm ơn cô ạ. Bọn cháu xin lỗi cô ạ. Không có chuyện gì đâu, chỉ là hiểu lầm thôi. Mọi chuyện đều sáng tỏ rồi nha. Còn bây giờ thì... Hả? Mình đi thôi em. Đợi bọn em với thầy ơi. Chúc mừng cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc nhé. Hoan hô, thầy cô đẹp quá.